trình đi tìm kem chống nắng chân ngái của mình tạm dừng tại đây rồi. Chúng mình đã tìm được một cái loại kem chống nắng vừa có thể chống nắng toàn diện, vừa có thể nâng tông da, đặc biệt là thích hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm như mình vẫn có thể xài được luôn. Đây chắc là chai thứ 5 mà mình mua rồi đó. Mình còn mua sẵn dự phòng nữa cơ, tại nhanh hết lắm á. Wow. Em kem chống nắng thế hệ mới Eliwi này thì có chất dạng kem sữa rất là mịn, thoa lên da thì thấm nhanh, rất là dễ tán. Thoa lên thì cũng không có bị bít tắc lỗ chân lông hay là bí bách gì nữa. Mùi hương thì dễ chịu. Độ chống nắng SPF thực tế của em nó lên tới 53+, cộng với hoạt chất Syngas MTA, hoặc chất Allantone thì giúp tăng cường hiệu quả chống nắng một cách toàn diện, có tác dụng ngăn ngừa được các tác hại của tia UV lên da. Trong đó thành phần titanium dioxide dễ cam thảo thì hỗ trợ nâng tông sáng da, nên mỗi khi mà mình đi làm á, mình chỉ cần dùng em này là không cần dùng kem nền, mà da mặt lại sáng nhẹ nhìn rất là tự nhiên. Ngoài kem chống nắng thì bên hãng này mình còn thấy là có thêm sữa gương mặt và toner dùng khá là ok. Nói về sữa gương mặt của Eliwi thì có dạng kem sữa với thành phần là 99.99% chiết xuất từ tự nhiên như keo ong, lá trà xanh, lá ổi, lá sen, lá đương quy, nên sẽ lành tính dành cho mọi loại da, đặc biệt là phù hợp với bạn nào đang có da dầu, da mụn, da khô, sần sùi hay là da nhạy cảm. Chăm dùng hàng ngày là da sạch, sâu, sáng, mịn, không còn dầu thừa, bụi bẩn, lại còn ngăn ngừa được mụn nữa chứ. Còn em toner này thì thành phần từ đường Chehalo và Ceramide giúp cấp ẩm, chống oxy hóa, giúp da mình giữ được cái độ đàn hồi. Ngoài ra có thành phần vitamin B1, B3, B5, EC thì sẽ hỗ trợ hoạt động của tế bào da. Chiết xuất rễ cam thảo nghe bảo là nguồn kích ứng và hỗ trợ sáng da nữa nha. À mà hôm bữa là mình mua mấy em này trên sàn ế với TikTok shop á, còn được tặng 100 miếng bông đại trang cao cấp và các mã giảm giá cực hot đi kèm nữa đó. Nói chung đây là top những cái sản phẩm skincare của Eliwi mà mình chắc chắn sẽ mua lại, vì dùng tốt cho da mà giá quá là ok nữa chứ sao.